Harry gây phẫn nộ khi tiếp tục lợi dụng hình ảnh công nương Diana. Meghan Markle bị cho là đứng sau dàn dựng tất cả. Mới đây, Harry đã xuất hiện với dáng vẻ đầy tự tin trong một đoạn video nhân dịp sinh nhật công nương Diana. Tuy nhiên lần này, anh đã phải hứng chịu nhiều gạch đá của dư luận. Vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, nhân dịp sinh nhật của công nương Diana, Harry đã bất ngờ xuất hiện trong một video thay mặt cho anh trai William tham gia lễ trao thưởng trực tuyến mang tên công nương Diana. Giải thưởng công nương Diana được diễn ra thường niên, trao cho các cá nhân tổ chức từ thiện có những đóng góp lớn cho xã hội. Đây là một giải thưởng được anh em hoàng tử nước Anh tạo ra để tôn vinh di sản của người mẹ quá cố, một người luôn hết mình vì công việc từ thiện. Tất cả các bạn đang làm những công việc đáng kinh ngạc, tạo ra dấu ấn tích cực cho thế giới. Tôi biết rằng mẹ tôi là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người và tôi tin nếu còn sống, bà cũng sẽ giống như mọi người, cố gắng vì một thế giới tốt đẹp hơn, Harry cho biết. Trong bài phát biểu mới nhất của mình, Harry cũng đã nhắc tới Meghan và vấn đề phân biệt chủng tộc. Vợ tôi gần đây đã có bài phát biểu về việc chúng tôi và những người đi trước đã không thể nào xóa sạch những sai lầm trong quá khứ. Tôi vô cùng xin lỗi vì điều đó. Xin lỗi vì không thể đem đến thế giới mà các bạn xứng đáng được sống. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta, nhưng nó vẫn đang hiện hữu, Harry nói. Công tước xứ Sở Sách cho biết anh hy vọng rằng mọi người hãy cùng nhau thay đổi để đem đến một tương lai tốt đẹp hơn. Những người nhận giải thưởng công nương Diana năm nay là các nhân vật đã thể hiện khả năng truyền cảm hứng của mình, tác động mạnh mẽ đến cộng đồng thông qua các chiến dịch, hoạt động tình nguyện, gây quỹ hay việc làm chống lại những bất công. Giải thưởng công nương Diana được trao bởi tổ chức từ thiện cùng tên với sự hỗ trợ của hai hoàng tử nước Anh. Công tước xứ Sở Sách rất tự tin trong lần xuất hiện này. Nhiều người tin rằng Harry đang cố gắng xuất hiện trở lại trong vai trò là một diễn giả để phục vụ cho sự nghiệp trong tương lai của mình. Nhà sử sách đã ký hợp đồng với công ty chuyên quản lý các buổi diễn thuyết của những người nổi tiếng và phân biệt chủng tộc cũng là chủ đề mà cặp đôi này nhắm tới. Sự xuất hiện mới nhất của Harry đã gây ra phản ứng dữ dội. Nhiều người dùng mạng cho hay Harry hãy ngừng nói về mẹ mình với mục đích đánh bóng tên tuổi của bản thân. Họ đã quá chán nản và mệt mỏi mỗi khi công tước xứ Sở Sách nhắc đến mẹ vì một mục đích nào đó. Một số người tin rằng Meghan là người đứng đằng sau bài phát biểu của chồng đề cập đến vấn đề phân biệt chủng tộc mà cô đang hướng tới. Harry đưa ra điều kiện đặc biệt với Hoàng gia Anh để quay về tưởng niệm công nương Diana khiến dư luận phẫn nộ. Công tước xứ Sở Sách dự kiến sẽ trở lại Vương quốc Anh vào ngày 1 tháng 7 để khánh thành bức tượng chân dung công nương Diana trong khuôn viên điện Kensington nhân 20 năm ngày mất của bà. Trước đó, nhiều nguồn tin thân cận cho rằng Harry và anh trai hoàng tử William sẽ cùng nhau có mặt để ký tên lên bức tượng của người mẹ quá cố. Tuy nhiên, theo trang Daily Star, một số nguồn tin thân cận hoàng gia cho biết Harry đang đưa ra yêu cầu với Hoàng gia Anh. Muốn Meghan cũng được tham gia vào buổi lễ theo cách đặc biệt, dù vào thời điểm đó cô vừa sinh con thứ hai. Nếu không được đáp ứng thì Harry sẽ không quay trở về. Một nguồn tin tiết lộ cho hay, Harry đang đòi cho Meghan được tham dự với tư cách chính thức trong buổi lễ. Cô ấy sẽ không có mặt trực tiếp vì mới sinh con thứ hai, nhưng Harry đang thúc đẩy để sự kiện sẽ phát một video riêng của Meghan được chuẩn bị sẵn cho truyền thông trong cùng ngày. Hai anh em hoàng tử công bố bức tượng. Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho rằng Harry có thể sẽ không về Anh để tham dự sự kiện này sau sự tiếp đón lạnh nhạt mà anh nhận được khi dự đám tang của ông nội là hoàng tế Philip hồi giữa tháng 4. Có thể Harry không trở lại Anh để dự sự kiện này cũng nên. Anh ấy đã phải chịu đựng thái độ thờ ơ của người thân trong đám tang hoàng tế Philip. Harry không chỉ cảm thấy bối rối bởi phản ứng của người nhà mà còn bởi những thông tin tiêu cực của giới truyền thông trong thời gian ngắn anh ấy ở lại quê nhà, nguồn tin cho biết. Nhiều ý kiến cho rằng việc Harry đang lập lờ chuyện có quay trở về Anh hay không cũng chỉ là chiêu trò của nhà sơ sách. Chắc chắn Meghan sẽ tìm mọi cách để chiếm spotlight như thói quen vốn có và nhà sơ sách sẽ tận dụng triệt để ngày kỷ niệm của công nương Diana nhằm đánh bóng tên tuổi. Theo nhiều ý kiến, nếu điều kiện trên đưa ra là thật thì họ mong Hoàng gia Anh hãy thẳng thừng từ chối vì tất cả đều không muốn Harry quay trở về.
Danh tiếng của Harry ở Vương quốc Anh đã ở mức chạm đáy khi anh chỉ trích cách dạy con của cha đẻ và ông bà nội, ví cuộc sống hoàng gia không khác gì sở thú. Trước đó, khi tiến hành thi công tượng mẹ quá cố, hai anh em hoàng tử đã ra tuyên bố chung rằng họ hy vọng bức tượng sẽ giúp những người đến thăm điện Kensington suy ngẫm về cuộc đời và di sản của mẹ. Đã 20 năm kể từ ngày mẹ chúng tôi qua đời, giờ đã đến lúc cần thiết để ghi nhận những tác động của bà với Vương quốc Anh cũng như trên toàn thế giới bằng một bức tượng trường tồn với thời gian. Chúng tôi hy vọng bức tượng sẽ giúp tất cả những ai đến thăm điện Kensington suy ngẫm về cuộc đời và di sản của bà, tuyên bố chung viết. Được biết, bức tượng Diana sẽ nằm trong khu vườn San Ken tại nhà cũ của cố công nương ở điện Kensington. Bạn thân công nương Diana đưa ra loạt bằng chứng để bóc trần mặt nạ của Meghan khiến Harry phải tỉnh ngộ. Người bạn thân thiết với công nương Diana đã khẳng định rằng Meghan Markle tiếp cận Harry ngay từ đầu với chủ đích rõ ràng. Tina Brown, một nhà báo đồng thời là chuyên gia hoàng gia, mới đây đã xuất hiện trên truyền thông để quảng bá cho cuốn sách mới viết về hoàng gia. Trước đó có mối quan hệ thân thiết với cố công nương Diana. Người phụ nữ 68 tuổi này từng viết một cuốn tiểu sử về vương phi xứ Wales. Lần này, bà tiếp tục cho ra mắt một siêu phẩm khác sau khi khai thác hàng trăm nguồn tin thân cận hoàng gia khác nhau. Trong cuốn sách này, bà Tina đã không ngần ngại chỉ ra mục đích của Meghan Markle khi bắt đầu mối quan hệ với Harry cho đến lúc cô trở thành nàng dâu hoàng gia rồi sang Mỹ xây dựng sự nghiệp riêng. Meghan Markle thấy rõ lợi ích từ hoàng gia. Dựa vào các nguồn tin thân cận, bà Tina viết trong cuốn sách rằng các nhà sản xuất phim rất thích Meghan vì cô chưa bao giờ từ chối cơ hội để được đi quảng cáo. Vào mùa hè năm 2016, khi Meghan gặp Harry, cựu diễn viên người Mỹ đã không ngừng cố gắng để đánh bóng bản thân mình vừa là một nữ diễn viên, nhà nhân đạo, vừa là người sáng tạo nội dung đáp ứng thị hiếu của dư luận. Meghan đã xây dựng cho mình một vẻ hoài hào nhoáng để bước chân vào hoàng gia với một tâm thế đầy kiêu ngạo. Theo tác giả Tina, nữ công tước hiểu rõ những lợi ích có được từ hoàng gia và Meghan đã sốt sắng muốn tất cả theo ý mình. Sau khi kết hôn với Harry, Meghan nhanh chóng nổi tiếng trên toàn cầu, nhưng nữ công tước lại không đáp ứng được những kỳ vọng của hoàng gia Anh trong vai trò mới. Meghan không thích chia sẻ nhân viên với vợ chồng công đường kết, không thích tuân theo quy định sử dụng máy bay tư nhân của chính phủ, bà Tina cho hay. Trong cuốn sách mới, bà Tina cũng tiết lộ rằng Meghan đã tìm cách liên hệ với Netflix vào đầu năm 2018, nhưng đã được cung điện nhắc nhở rằng nhà sử sách có thể làm nhiều chương trình truyền hình mà họ yêu thích nhưng không được nhận tiền từ chúng. Meghan được cho là rất tức giận khi phải phụ thuộc tài chính từ Harry và các khoản tài trợ của hoàng gia. Sau đó, cặp đôi quyết định sang Mỹ để xây dựng sự nghiệp riêng. Mặc dù không còn làm việc cho hoàng gia, bà Tina cho hay Meghan đã nhận rõ những lợi ích về giao dịch trong thương mại khi cặp đôi vẫn là công tước và nữ công tước. Chính vì vậy mà nhà sử sách đã bám chặt vào tước hiệu hoàng gia để làm đòn bẩy giúp họ thực hiện giấc mơ làm bá chủ toàn cầu, được tự do sống trong ánh hào quang. Brexit khiến cả hai bên đều thiệt hại. Bà Brown cho rằng Meghan được truyền cảm hứng từ Michelle Obama, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, và muốn có được sự giàu có cũng như tầm vóc lớn. Tuy nhiên, việc Brexit thì đã khiến cả vợ chồng Meghan và gia đình nữ hoàng Anh đều chịu thiệt hại nhất định. Bà Tina tin rằng nhà sử sách đã phải vật lộn với cuộc sống mới kể từ khi rời hoàng gia. Nữ nhà báo này cho hay Meghan đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một thương hiệu và cặp đôi không nghĩ rằng việc rời hoàng gia lại ẩn chứa nhiều thách thức đến vậy. Bạn thân công nương Diana viết trong cuốn sách, cả hai đều đánh giá thấp những gì sẽ xảy ra nếu không ở hoàng gia Anh. Cung điện có sức mạnh rất lớn, họ có thể nhận được nhiều đặc ân và giờ tất cả những điều đó đã biến mất. Meghan vẫn chưa thể xây dựng thương hiệu cho riêng mình. Bà Tina nói rằng cặp đôi đã đưa ra những lựa chọn tồi tệ và đáng lẽ họ có thể rời hoàng gia với những điều kiện tốt hơn nếu cặp đôi không nóng này. Bà Tina cho rằng hoàng tử Harry là một người nóng tính và vội vàng, dễ chịu sự tác động từ yếu tố bên ngoài khác. Bên cạnh đó, bà Tina tin rằng hoàng gia Anh cũng chịu những tổn thất nhất định khi vợ chồng Meghan rời đi. Nhà viết tiểu sử hoàng gia nói thêm, nữ hoàng đang rất yếu, hoàng gia Anh cần Harry và Meghan để mang lại sức mạnh mới.